Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm nữa đến từ Aeon, một cái thương hiệu lâu đời với hơn 30 năm phát triển trong các cái lĩnh vực điện toán biên cho AI này, các cái dòng sản phẩm bằng mạch nhúng, máy tính nhúng công nghiệp với nhiều ưu điểm vượt trội. Và trong cái video này thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này nhé. Và mình là An từ Brand PC. Aeon thì có một cái dãy sản phẩm rất là rộng, và nói đến Aeon thì không thể không nói đến các cái dòng Boxer AI này. Các cái dòng này chuyên xử lý điện toán biên dành cho AI. Dòng Boxer này thì đặc trưng của nó là kích thước khá là nhỏ gọn này, giúp cho nó có thể đáp ứng được trong nhiều giải pháp mà yêu cầu cần cái tiết kiệm về diện tích này. Và nó cũng có cái tiêu chuẩn chống rung chống sốc theo tiêu chuẩn công nghiệp, và nó là dạng thiết kế dạng fan led này. Đó, khả năng chống bụi của nó cũng tốt nữa. Về cổng kết nối thì nó cũng có đầy đủ các cái cổng kết nối cơ bản thôi. Từ các cái cổng LAN, USB, HDMI cho đến những cái cổng COM. Và Boxer AI này thì được phát triển trên cái nền tảng Nvidia. Cái con mình đang cầm trên tay đây thì là đang chạy là chip Jetson Nano. Boxer này thì được hỗ trợ cái hệ điều hành Ubuntu cùng với là cái nền tảng Jetpack đến từ Nvidia, giúp cải thiện cái hiệu suất xử lý AI một cách đáng kể. Và tiếp theo cái dòng Boxer Aeon thì chúng ta sẽ có cái dòng bằng mạch nhúng này. Và bằng mạch nhúng thì không thể không nói đến cái dòng Upsquare. Cái dòng này là cái dòng đặc trưng của Aeon. Với đa dạng các cái cấu hình và kích thước nữa, từ những cái dòng có kích thước nhỏ như này cho đến những cái dòng kích thước lớn hơn như là Upsquare 6000 này. Với dòng kích thước lớn hơn thì đương nhiên rồi, các cái cổng kết nối của chúng sẽ đa dạng hơn để cho phục vụ anh em trong nhiều giải pháp hơn. Và các cái dòng sản phẩm Upsquare này thì được phát triển dựa trên cái nền tảng Intel, từ những cái con chip Atom Serum phục vụ cho anh em yêu cầu tác vụ thấp, cho đến những anh em cần tác vụ cao hơn thì chúng ta sẽ có những cái dòng như là dòng Core i từ i3, i5 cho đến i7. Và anh em muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái dòng này thì anh em có thể liên hệ với Brand PC. Ở ngoài các cái dòng sản phẩm bằng mạch Upsquare này ra, bằng mạch nhúng Upsquare thì Aeon thì có cấp thêm các cái dòng bo mạch chủ công nghiệp Industrial Motherboard. Thì đặc trưng những cái dòng bo mạch chủ công nghiệp đến từ Aeon này thì nó có cái tiêu chuẩn như là chống rung, chống sốc, chống bụi và nhiệt độ để chịu được cái môi trường khắc nghiệt trong công nghiệp. Và thêm điều nữa thì cái dòng sản phẩm bo mạch chủ công nghiệp này thì nó có thêm các cái cổng, các cái khe PCI Express này, hay các cái khe PCI mở rộng cho yêu cầu truyền dữ liệu với tốc độ cao để đáp ứng được các cái nhu cầu mà cần real time trong công nghiệp. Ở Aeon thì cũng có những cái dòng máy tính công nghiệp box PC. Thì cái dòng máy tính này là theo dạng fanless, máy tính không quạt, để đáp ứng trong các cái lĩnh vực công nghiệp như quản lý và kiểm soát trên những cái dây chuyền sản xuất. Và điều đặc biệt là cái dòng fan led này thì cái cấu hình của nó thì anh em có thể customize được dựa trên cái nhu cầu của anh em, tức là RAM, CPU, chip anh em có thể lựa chọn để phù hợp hơn với cái nhu cầu của mình. Ứng dụng của cái giải sản phẩm Aeon thì khá là nhiều, và nổi bật trong những cái ứng dụng của Aeon chính là các cái ứng dụng vào điện toán biên AI. Nhờ sự phát triển không ngừng của điện toán biên Edge AI thì nhiều hệ thống AI được phát triển để cung cấp cho nhiều các ứng dụng khác nhau. Và một trong những ứng dụng được nhiều người quan tâm trong việc cái sử dụng điện toán biên là cái hệ thống đỗ xe thông minh trong gara hay là trong các cái bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe thông minh thì hoạt động bằng cách sử dụng các cái công nghệ nhận dạng biển số xe để đăng ký các cái xe ô tô, xe máy khi chúng vào, và sẽ kiểm tra khi mà xe rời đi.
Thông thường thì các cái hệ thống cũng xác định xe đã đỗ trong thời gian bao lâu này, hoặc là nó tự động tính phí đỗ xe. Một số thách thức trong việc phát triển các cái giải pháp bãi đỗ xe thông minh là hệ thống sẽ cần phải hoạt động xử lý tại chỗ mà ít phụ thuộc lên cloud, và nó cần khả năng hoạt động tốt trong các môi trường ngoài trời này. Vì sao các cái hệ thống xử lý AI trong các cái bãi đỗ xe có cần cái khả năng xử lý tại chỗ? Bởi vì việc đưa hệ thống lên cloud để mà tính toán thì có thể làm chậm các cái khả năng đưa ra quyết định của hệ thống. Và ngoài ra thì nó cũng cần phải gửi các cái dữ liệu lên máy chủ trung tâm nữa. Và các cái bãi đỗ xe và gara thì thường có các cái kết nối mạng không đồng nhất, thì điều này sẽ gây cản trở cho các hệ thống dựa trên cloud. Ngoài ra thì các cái hệ thống bãi đỗ xe thông minh thì cần nhỏ gọn này, có thể mang lại cái sự linh hoạt. Nhưng quan trọng nhất là nó phải có khả năng làm việc trong nhiều điều kiện khác nhau và không bị ảnh hưởng bởi bụi hay là khí thải từ các cái phương tiện như là ô tô hay xe máy. À, hệ thống này thì cũng cần nhiều các cái đầu vào camera để đọc biển số xe. Ngoài ra thì các cái máy tính xử lý thì cần bổ sung các cái kết nối điều khiển đến các cái barrier này, hoặc các cái ki-ốt thanh toán để giúp tăng các cái tiện ích và hiệu quả của hệ thống. Tất cả các cái vấn đề này thì đều sẽ được giải quyết bởi cái con Boxer 8100 AI của nhà Aeon. Nó được trang bị cái con chip đến từ Nvidia Jetson TX2 cực kỳ là mạnh mẽ để hỗ trợ xử lý AI tại biên, với các cái chip xử lý GPU dành riêng cho AI, RAM 8GB này, cùng với bộ nhớ trong hỗ trợ đến 32GB, đồng thời hỗ trợ các cái khung TensorFlow, Caffe hay là MXNet, cũng như phần mềm suy luận AI do người dùng tự phát triển. Boxer 8100 AI thì nó cực kỳ là nhỏ gọn, với kích thước chỉ khoảng 15 cm chiều dài và nó chỉ dày khoảng 3 cm thôi, thì nó được thiết kế để phù hợp với mọi ứng dụng, và cộng thêm cái thiết kế không quạt, hoạt động của nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi bụi hoặc là khí thải. Cộng thêm với giải nhiệt độ hoạt động của nó rất là rộng, từ 0 đến 50 độ C. Cái dòng Boxer này thì nó có 4 cổng kết nối Gigabit Ethernet hoàn hảo để kết nối tới các cái camera để nhận diện biển số xe này. Và đặc biệt thì nó cũng có các cái cổng I/O bổ sung này để kết nối điều khiển các barrier này, hay là cổng HDMI để kết nối tới màn hình. Một ứng dụng khác mà mình muốn giới thiệu đó chính là ứng dụng trong các cái chú robot ARM. Ở đây thì mình có một cái demo về chú ARM sử dụng cái bảng mạch AppSquare từ Aeon và camera Intel Ryzen để dễ dàng tạo các cái ứng dụng về robot di động. Ngoài ra thì nó cũng được cung cấp thêm một cái chip VPU đến từ nền tảng Intel, Intel Mori-V Virtus X, giúp cho nó có cái khả năng học sâu kết hợp với các cái nền tảng ROS, ROS2, giúp cho robot có thể thực hiện các cái nhiệm vụ một cách thông minh hơn, chẳng hạn như là nó cho phép tránh các cái chướng ngại vật tự động này và lặp lại các cái lộ trình mong muốn. Ở cái bảng mạch nhúng trung tâm của con robot này thì là AppSquare đó, với cái bộ xử lý là Intel Atom X7E3950 với 8 GB RAM DDR4 trên bộ mạch và 64 GB bộ nhớ trong. Và camera con mắt của robot thì chính là cái con camera Intel Ryzen D435i, nó có cái IMU bên trong để quản lý được các cái chuyển động của robot. Với IMU thì cho các cái ứng dụng theo dõi này, hay là cho các cái ứng dụng SLAM cho phép robot tự hành xây dựng bản đồ môi trường xung quanh và đồng thời có thể xác định được vị trí của chính nó trong bản đồ đó. Một cái ứng dụng mà mình nghĩ nó cũng khá là quan trọng đối với anh em làm các cái giải pháp tự động hóa trong công nghiệp, đó là các cái ứng dụng liên quan đến Machine Vision. Đây thì mình
Ở đây thì mình giới thiệu cho anh em một cái giải pháp kiểm tra chất lượng bảo mạch. Thì đối với các cái nhà sản xuất bo mạch điện tử ấy, thì để đảm bảo chất lượng bo mạch được hoạt động theo đúng những gì mà các cái nhà sản xuất lập trình, thì cái việc lắp đặt và chế tạo bo mạch cần mang tính tự động hóa và cần một cái số liệu chính xác. Vì vậy thì nếu mà bo mạch mà xuất hiện bất kỳ một lỗi nào ấy, ví dụ như là lỗi lắp sai vị trí này, lắp ngược tụ này, hay là lắp sai các cái giá trị điện trở này, hay là các cái lớp sơn phủ quá dày này, sự chồng chéo các cái chân IC để đảm bảo cho bo mạch không bị lỗi trong quá trình sản xuất và thiết kế, thì chúng ta cần có các cái hệ thống kiểm tra ngoại quan cho toàn bộ các cái chi tiết trên bo mạch. Ở đây thì mình có một cái hệ thống như vậy, thì với cái hệ thống này thì với hệ thống này sẽ có các cái camera này, một cái con máy tính trung tâm. Ở đây thì mỗi camera sẽ thực hiện một chức năng khác nhau. Thì với những cái camera đầu tiên như là check các cái ký hiệu chữ hoặc số ở trên bảng mạch này, một con camera này check vị trí tem nhãn này hoặc các cái linh kiện ở trên bảng mạch. Ngoài ra nó có thêm một con camera để kiểm tra cái chất lượng tem nhãn xem đúng tiêu chuẩn hay chưa và có đạt yêu cầu hay không, và một con camera nữa để đọc các cái mã vạch trên bảng mạch để kiểm tra linh kiện. Và để xử lý được cả bốn cái con camera này thì cần một cái con máy tính đủ khỏe. Đây thì Aeon cung cấp một cái giải pháp máy tính xử lý tiêu chuẩn công nghiệp để có thể xử lý được bốn cái con camera này. Và Boxer 6639M thì nó có thể hỗ trợ nhiều camera, cho phép thực hiện nhiều các cái loại hình kiểm tra tốc độ cao khác nhau. Với nó có thể hỗ trợ được camera từ 3 đến 5 megapixel với độ phân giải là 30 fps. Hiện nay thì Brand BC đang phân phối chính hãng dòng sản phẩm Aeon với chính sách bảo hành chính hãng trong vòng 12 tháng. Và anh em muốn sở hữu sản phẩm này cách sớm nhất cũng như được hỗ trợ thêm thông tin một cách tốt nhất thì anh em hãy liên hệ với Brand BC qua thông tin hiển thị ở phía trên màn hình hoặc click vào đường link từ dưới phần mô tả. Và anh em cũng đừng quên là ấn like, subscribe cũng như ấn chuông đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái sản phẩm tiếp theo đến từ nhà video tiếp theo đến từ nhà Brand BC. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.